Nhã Phương mắc căn bệnh khó nói sau khi sinh con gái cho Trường Giang. Nhã Phương mắc phải căn bệnh khó có thể khắc phục sau khi sinh con mà hầu hết mẹ bỉm nào cũng gặp phải, Trường Giang cũng phải bỏ tay. Sau thời gian sinh con gái đầu lòng, Nhã Phương xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện giải trí, đặc biệt bà xã Trường Giang thay đổi phong cách từ kín đáo sang gợi cảm, khoe tối đa vòng một. Ưu điểm cũng là nhược điểm của Nhã Phương sau khi diện vảy khoe vòng một sau sinh. Nhã Phương được chính thức mắc căn bệnh mà các mẹ bỉm có chính là vòng một không đều. Điều này khá rõ khi bà xã Trường Giang diện váy cúp ngực body nóng bỏng. Có thể thấy dù rất chăm chỉ luyện tập để lấy lại vóc dáng nhưng Nhã Phương vẫn không tránh khỏi di chứng bỉm sữa này. Dù vậy nhan sắc của bà xã Trường Giang sau sinh ngày càng lên hương. Dù cố gắng luyện tập nhưng Nhã Phương vẫn lộ di chứng của căn bệnh mẹ bỉm sữa, không chỉ lộ ngực bên vơi bên đây. Nhã Phương còn khiến fan lo lắng khi rơi vào tình trạng sụt cân nghiêm trọng sau sinh. Nữ diễn viên lộ tay chân khẳng khiu đến lo ngại. Vốn là một ngọc nữ của màn ảnh nhỏ, Nhã Phương từng phụ sóng khắp các bộ phim của khung giờ vàng. Tuy nhiên, sau khi đám cưới với Trường Giang, nữ diễn viên sinh năm 1990 bất ngờ chọn cho gia đình và sinh con thay vì quay lại luôn với nghệ thuật. Thời điểm mang thai và sinh con, vợ chồng Trường Giang một mực giấu kín mọi thông tin. Cho đến thời gian này, cặp đôi chưa thừa nhận đã sinh con, tuy nhiên Nhã Phương vẫn kiên quyết giấu kín hình ảnh chua con. Đến nay, sau thời gian chăm con ở nhà, Nhã Phương đã chính thức tái xuất. Bà xã Trường Giang úp mở sẽ tham gia một số dự án phim mới khiến fan hồi hộp, chờ đợi ngày nữ diễn viên tái xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!